Nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu Quốc hội chất vấn trực diện Tư lệnh ngành nông nghiệp tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cỡ thẻ vàng IUU phải đi liền với đảm bảo tính bền vững ngành thủy sản là vấn đề cần rốt ráo triển khai. Kịch lý doanh nghiệp phân bón mong được áp thuế VAT. Nguyên liệu sạch làm nên cuộc sống xanh. Tôi chọn Phú Mỹ chăm bón cây trồng để tạo ra thực phẩm sạch, không gian xanh, vui khỏe và cùng những người thân yêu tận hưởng thành quả trong chính ngôi nhà mình. Sản phẩm Phú Mỹ combo theo từng nhóm cây, rau ăn lá, rau ăn củ quả, cây ăn trái, hoa và cây cảnh. Đóng gói tiện dụng từ 200g đến 1kg. Sản phẩm có mặt tại Shopee Phú Mỹ Garden, Facebook Phú Mỹ Garden, các siêu thị, các cửa hàng cây cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chào quý vị cùng đồng hành với Huyền My trong chương trình Nông nghiệp Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý tuần qua là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc nhóm lĩnh vực của ngành. Nhiều vấn đề được đại biểu Quốc hội đề cập với Tư lệnh ngành nông nghiệp. Chúng tôi sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được các đại biểu Quốc hội gửi tới Bộ trưởng. Việt Nam là